longer find another reason to breathe this air. And now we made for ourselves, this won't be the last time. Trang đang ở trong trung tâm của ga Ikebukuro. Và bây giờ Trang đang đi tìm đường đến tòa nhà Paco, bởi vì địa điểm của ngày hôm nay là ở trên tầng 8 của tòa Paco này. Đây rồi, đây rồi. Trang đã tìm được đường vào trong tòa nhà này rồi. Bây giờ chúng ta cùng vào nha, và bấm thang máy lên trên tầng 8 nhé. Ở trong ga cũng có nhiều bảng quảng cáo của cửa hàng này lắm nè. Bạn nào mà không biết tìm đường á, thì mình có thể nhìn theo cái bảng này mà đi, dễ đi đó. Đây là không gian của quán nè. Bởi vì nó nằm ở trên sân thượng á, cho nên là khung cảnh nó rất là mát mẻ. Dễ chịu không? Mình sẽ vào mua vé. Hôm nay Trang kêu một cái vé này có giá là 4,5 sen, tương đương đến khoảng 900.000 tiền Việt. Sau khi mua vé thì nhân viên họ sẽ hướng dẫn mình đến đây, chọn bàn, ngồi đó và chờ họ mang thức ăn ra. Mình gọi một ly Blue Hawaii, nhưng mà nó ra bằng cái ly bia này á, thì nó không được đẹp lắm. Nó không có ra bằng những cái ly rất là sang trọng giống như Hawaii đó. Thì nhân viên ở đây á, mặc đồ Hawaii cũng dễ thương. Buổi tối á, thì nó sẽ có mua Hawaii ở đây, tí nữa nếu không có thì... ăn của bạn mình ra rồi nè. Ở đây á, thì xà lách nè, và cái hộp sambin á, là đậu nè, với cái gì đây, với lại kim chi á, thì nó không có cho ăn thoải mái, nó chỉ cho ăn thoải mái mấy cái hộp này thôi. Ở trong cái hộp này thì mình có mì xào nè, có trứng chiên nè, rồi thịt heo nè, thịt gà, thịt bò và thịt cừu. Thì đó là những món mà mình có thể ăn. Đồ ăn ra rồi nè, bây giờ mình sẽ chuẩn bị nướng trên cái bếp nướng ở đây. Xin mời các bạn, bye bye. Trời ơi, tiết mục của địa ba lô hai của tôi đâu mất tiêu. Mình thay bằng sang ca sĩ nào vậy? Không biết ông này là ông nào nữa. Nhưng mà thấy hát cũng hay đó, cũng vui. Vì như mọi người thấy thì cái giá nó cũng hơi cao so với những cái quán khác mà Trang đã từng ăn. Mà thịt ở đây không ngon, tại vì nó rất là mỏng. Mà nó cũng không có đa dạng các loại đồ uống và các loại bánh kẹo tráng miệng khác nữa. Nhưng mà bù lại là tối nay Trang vừa ăn vừa ngắm trăng, nên coi như là nó cũng khá ổn. Các bạn cũng có thể thử.
hoặc có thể không. Và nhớ là subscribe cho Trang nha.